Con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tử hành là tịnh tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người xuất gia có được múa hát và xem múa hát không ạ? Người xuất gia tuyệt đối không được múa hát và không được xem múa hát. Này không có trong giới luật là cấm kỵ. Ngay một cái người Phật tử tại gia mà trong cái ngày họ bát quan trai giới nhá, ngày trai giới mà Đức Phật còn cái giới ấy, thứ thứ bảy đó, giới thứ sáu ngăn phi thời, giới thứ bảy là không trang điểm, không múa hát, không xem nghe múa hát, thì cái vị đó là nguyện theo gương của các bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân trọn đời không múa hát, không xem nghe múa hát. Hôm nay con là Phật tử tại gia, con nguyện chọn một đêm một ngày không múa hát, không xem nghe múa hát. Vậy người xuất gia là người đang đang đi tìm cái đạo giải thoát giác ngộ, thì tuyệt đối không có sự múa hát, dù là nhạc đời hay nhạc đạo. Thì đối với người xuất gia chân chánh thời chánh pháp, thời Đức Phật thì không có chuyện múa hát. Có thời mạt pháp sau này thì giới luật bị coi thường đi, Phật pháp nó xa vời đi, có thể người ta múa hát thì có, còn thời Đức Phật thì không có, không thể có cái chuyện. Ngay cả những tụng kinh Đức Phật còn nói là đừng có ngân nga. Ngân nga thì nó sẽ sinh ra cái tâm ái luyến, tức là bản thân cái người mà ngân nga nhé cũng ái luyến với cái giọng ngân nga của mình, người khác nghe được cũng ái luyến với cái giọng ngân nga của người đó, và nó làm cho cái tâm người đó tán loạn, cái định nó yếu đi, và người đó cái sự tu tập về chỉ thiền quán nó bị kém đi. Đấy, ngay tụng kinh mà Đức Phật còn không cho ngân nga thành những cái âm điệu của âm nhạc, của hát hò, huống chi là làm gì Đức Phật cho phép người xuất gia múa hát. Chuyện múa hát là cái chuyện cấm kỵ đối với người xuất gia, xem nghe múa hát cũng không được, bản thân múa hát thì càng không được, chuyện đó sẽ không được phép.